đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật doanh nghiệp, hỗ trợ hay gây khó? VTC News. Tại buổi tọa đàm, nghiên cứu khung khổ pháp lý cho hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, tổ chức mới đây, TS Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI, cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, mọi nền kinh tế đều có thể phát triển tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, cần nâng cấp, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh hoạt động Công nhận hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp để mô hình này được bảo hộ trên cơ sở pháp lý. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, nhận định, đề xuất đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật doanh nghiệp thực sự gây khó cho rất nhiều đối tượng. Đối tượng gặp khó khăn đầu tiên chính là ban soạn thảo luật doanh nghiệp sửa đổi. Cụ thể, các thành viên ban soạn thảo sẽ thể hiện đề xuất này như thế nào trong luật doanh nghiệp khi sửa đổi bởi về bản chất, luật doanh nghiệp đã quy định một loại hình doanh nghiệp mà chính nó đã được thiết kế để thay thế cho hình thức hộ kinh doanh cá thể. Đó là doanh nghiệp tư nhân. Nếu không giải thích được sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân hiện tại với doanh nghiệp là hộ kinh doanh cá thể, việc quy định hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp sẽ có tính khiên cưỡng, không thuyết phục. Ở góc độ hộ kinh doanh, ông Bình phân tích, nếu không tính những hộ kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc phải đăng ký thành doanh nghiệp hoặc hộ có mong muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, sẽ có khoảng gần 5 triệu hộ kinh doanh vốn đang yên ổn hoạt động sẽ phải tiến hành đăng ký lại theo quy định mới của luật DN. Điều này cũng có nghĩa là các hộ kinh doanh sẽ phải mất hàng chục triệu ngày công lao động, tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng chỉ cho việc đăng ký lại mà họ chưa thấy được một lợi ích rõ ràng. Thực tế, luật doanh nghiệp đã có quy định về hình thức doanh nghiệp tư nhân, bản chất là doanh nghiệp một chủ, doanh nghiệp cá thể. Thế nhưng, chủ hộ kinh doanh cá thể đã không lựa chọn hình thức này doanh nghiệp mà đã lựa chọn hình thức hộ kinh doanh cá thể. Ông Bình dẫn số liệu, năm 2016 110.000 doanh nghiệp được đăng ký theo luật doanh nghiệp nhưng 155.000 người và cá nhân khác đã lựa chọn hình thức hộ kinh doanh để khởi nghiệp. Câu hỏi đặt ra đối với ban soạn thảo khi sửa đổi luật doanh nghiệp sắp tới sẽ là tại sao các chủ hộ kinh doanh đã không lựa chọn hình thức doanh nghiệp tư nhân khi đăng ký mà lại lựa chọn hình thức hộ kinh doanh cá thể và đâu là biện pháp để xóa bỏ những rào cản đó? Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI, VCCI sẽ có báo cáo với chính phủ, quốc hội để có đề xuất thuận lợi nhưng quan điểm là không thể để hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo khung khổ pháp lý hiện hành. VCCI sẽ đề xuất nhiều phương án để chọn lựa. Nguồn, Công Thương, Việt Nam